Xin chào toàn thể anh em, đây là chiếc Vespa Spin vừa được lột xác tại hệ thống đồ chơi xe Việt Nam. Chiếc xe này được sơn xi từ A đến Z tất cả chi tiết tại cửa hàng mình. Bên mình được phối màu trên chiếc xe là màu vàng chanh phối cả màu đen bóng. Về thân xe được sơn màu vàng các bạn nhé. Đây là màu vàng chanh này. Về chất lượng sơn nhà mình toàn bộ sơn là sơn 2K. Lên độ bóng cho độ bóng là cao nhất. Mình quay cận cảnh lên độ bóng của xe này. Đây chất lượng sơn 2K. Đầu xe được sơn hình màu đen bóng. Giá trước sơn màu đen bóng. Mâm mành của xe được sơn cũng chuyển thành màu đen bóng. Để chiếc xe được phối được màu vàng và màu đen lên cực kỳ bắt mắt. Các bạn có nhu cầu về sơn xe, nhất là dòng xe tay ga, thì có thể liên hệ hotline 0329607777 hoặc qua trực tiếp các cửa hàng trực thuộc hệ thống độ xe bảo dưỡng xe tay ga chuyên nghiệp tại Hà Nội.